Hello, xin chào cả nhà. Vinh rất là vui vì hôm nay Vinh được trở lại Sapa. Và ở trong tập này thì Vinh sẽ giới thiệu đến mọi người Lady Hill Resort, mời cả nhà cùng Vinh tham quan nha. Các bạn cùng check in phòng với Vinh. Đây là phòng của Vinh ngày hôm nay. Welcome. Đây là một trong những căn phòng đẹp nhất ở tại Lady Hill Resort. Mọi người có thể thấy một cái thiết kế rất là đặc biệt. Mình bước vô sẽ có cái phòng tắm mà có kính như thế này luôn. Mình nhìn cái phòng nó rộng ra. Và đây là phòng khách, có trái cây, có sô-cô-la và cái welcome note dành cho mình. Bên phía này là mình có phòng ngủ nè mọi người. Chấm phá một chút xíu, đó là những cái vải và hoa văn của Sapa. Đây là cái mà Vinh thấy thích nhất ở trong phòng. Đó là cái tivi có thể xoay. Khi mà Vinh nằm ở giường ngủ thì Vinh sẽ xem tivi hướng này. Còn nếu mà Vinh ngồi phòng khách thì Vinh sẽ xoay lại để mà phía ngoài phòng khách cũng có thể xem được tivi. Diện tích căn phòng này khá là lớn á, gần như là một căn hộ luôn nha mọi người. Cho nên là Vinh có thể thoải mái đi từ phòng khách sang phòng ngủ rồi tới phòng tắm nè. Cái bên này là chỗ mình trang điểm. Rồi bên này là tủ closet. Bathtub của mình nằm đây. Và đúng là cái này rất là hay nè. Bởi vì nếu mà làm kiến á, thì mình sẽ nhìn ra được cả cái gian phòng của mình luôn. Một mình Vinh ở trong căn phòng này Vinh quá thích luôn. Mình có thể enjoy, tắm rửa thoải mái, muốn làm những được một mình. Căn phòng của Vinh nằm ở tầng 4, cao nhất ở tại Lady Hill. Và nhìn trực diện xuống Fancy Bang luôn. Kìa, phía bên kia. Phía ban công ngoài trời cũng rất là rộng nha mọi người. Mình có thể đứng đây ngắm cảnh hoặc là ngồi kia để chill. Giá của căn phòng này các bạn sẽ trả hơn 4 triệu cho cái mức trung bình, không có vào cái thời điểm cao điểm. Nếu nhìn từ trên cao thì mọi người sẽ thấy hình dáng của resort theo hình một cái khuyên tai của người Hờ Mông rất là đặc biệt. Đây, ở đây chúng ta vào sảnh. Rất là mới, khang trang và rất là thoáng. Các bạn có thể nhìn thấy một vài điểm nhấn, đó là những cái bức tranh về văn hóa của Sapa. Khu vực này là reception. Phía bên này là có khu nghe nhạc và quầy bar. Phía sau quầy bar mình sẽ có Hillside Restaurant, là nhà hàng chính ở tại resort. Mình sẽ ăn tối và ăn trưa, ăn sáng ở đó luôn. Đây nha, và mọi người phải nhìn thấy cái view đẹp rực rỡ bên này. Ở tại Lady Hill thì các bạn sẽ có nguyên cái background, đó là những dãy núi trùng điệp rất là đẹp. Và một điểm cộng nữa đó là Lady Hill sẽ nằm sát cái bên Fancy Bang. Check in Fancy Bang và leo lên đỉnh Fancy Bang bên đó. Hồ bơi vô cực của mình ở phía này và ngắm trọn cái view núi luôn, rất là đẹp. Wow, khoảnh khắc này đang là lúc hoàng hôn á mọi người, siêu đẹp luôn. Chiều quá thể. Ban ngày thì trời hơi nóng nha mọi người, nhưng bắt đầu chiều xuống á, cho tới tối thì thời tiết nó sẽ rớt xuống, cho nên là mình sẽ cảm thấy lạnh hơn. Các bạn nên có áo khoác nha. Tối hôm nay thì mình sẽ ăn kiểu barbecue dinner. Mọi người có thể thấy là phía ngoài sân set up những cái bàn tiệc rất là đẹp và trang trọng. Bên cạnh đó thì có các bạn chef nè, nhân viên nè sẽ đứng nướng đồ ăn barbecue tại chỗ cho mình luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ có ăn hải sản, rồi bò, thịt heo barbecue, rồi cá hồi nè, đầy đủ các loại nha, rồi súp, rau củ đầy đủ. Cho nên các bạn thấy là mình ở tại resort á, đồ ăn thì sẽ thay đổi mỗi ngày, sẽ không mới tạo cho mình cái sự nhàm chán. Thank you.
Nói chung là cái mục đích của cái bài thiền này cũng giúp cho mình thư giãn hơn, dạ. À, thả lỏng hơn một chút. Và mọi người sẽ có thời gian để chậm lại một chút. Khi chúng ta chậm lại, chúng ta sẽ chạm vào được, thứ nhất chúng ta sẽ chạm vào được cơ thể của mình. Chúng ta lắng nghe được cái thông điệp của cơ thể của mình thông qua âm thanh. Ví dụ chúng ta đang nói như thế này là chúng ta đang kết nối với nhau. Nhưng mà âm thanh của các bộ phận ấy thì nó nói thông qua cái rung động. Cái tần rung động nó sẽ đi vào từng bộ phận, và cả một bộ phận nó sẽ có thể dấu hiệu nó có thể đau nhất hoặc thư giãn. Thì đó, tất cả mọi thứ đều là thông điệp của cơ thể muốn nói cho chúng ta rằng là chúng ta cần dừng lại một chút, chậm lại một chút, quan sát lại một chút, yêu thương một chút. Sáng nay được dừng lại nửa tiếng mà thấy giống như là năng lượng nó được tái tạo lại. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn Vinh. Vinh thì ở trên khu khách sạn, còn dưới này mọi người có thêm một option nữa là mình sẽ ở bungalow. Khu vực này tên là Sa Mộc. Ở đây sẽ là căn bungalow, giá khoảng hơn 2 triệu cho một đêm. Mọi người sẽ ở trong bungalow gỗ như thế này. Wow. Phải thổ cẩm nè. Nét đặc trưng của Sapa sẽ là những cái đồ trang trí ở trong phòng. Phía sau lưng mình là tựa núi với hàng thông nè. Và mọi người xem cái view ở đây nè. Cái điều mà Vinh thích ở tại Lady Hill á, là mọi người sẽ có cảm giác như là mình du lịch bền vững. Bởi vì ở đây khuôn viên họ rất là rộng lớn, nhưng mà một cái phần mà để đưa vào kinh doanh thì nó rất là nhỏ thôi. Vẫn còn rất là nhiều cái diện tích giống như rừng, rồi cảnh, suối và cái khu vực camping để mọi người có thể có những cái trải nghiệm hoạt động nó trở về thiên nhiên hơn. Đó cũng là cái phong cách mà Lady Hill Resort sẽ hướng đến, đó là du lịch bền vững. 10 điểm. Và mọi người nếu mà hên, mình ăn ở tốt, test tour nhân phẩm thì mình có thể có những cái chuyến săn mây rất là đẹp. Như sáng nay thì đoàn phim của Binh cũng ghi hình lại được cảnh tượng mây rất là đẹp vào buổi sáng ngày hôm nay ha. Trời ơi mọi người ơi, cái vườn bắp cải này nhìn hoành tráng dễ sợ luôn. Sau này mình ở trong resort mình ăn những cái rau sạch, rau tươi ở trong resort trồng luôn nè. Quá xịn luôn. Bên kia là cái cây đó là hình như là cải xoắn. Mình rất là thích uống cải xoắn. Cải xoắn rồi những cái loại rau xanh này rất là tốt cho sức khỏe. Ôi cái bắp cải nè, khổng lồ luôn. Wow. Xung quanh hoa cũng rất là đẹp. Theo mùa thì mùa xuân có hoa đào ha. Nãy đây mình thấy là hoa hồng cả vườn to luôn. Đây bên lại được dịp quay lại bản Cát Cát, vẫn như mọi khi thôi, rất là bình dị. Ngày hôm nay thì bên đi không có đông lắm, rất là thoải mái. Mọi người có thể thấy là các hàng quán ở hai bên đường đi dốc xuống thì rất là nhiều, bán đầy đủ các loại nè. Hàng của chị này hôm nay mình có khô bò, đây là khô trâu gác bếp, đây là các loại mứt, có cái muối chẩm chéo hả? Chẩm chéo này hay nè, bên rất là thích cái muối này. Muối chẩm chéo là có hạt mắc khén, ớt, lá chanh, tỏi, hạt dổi, muối, rất là thơm. Mọi người có thể mua về để dùng ha, hay là làm quà tặng cũng được, bởi vì đây là đặc sản của Tây Bắc nhà mình, rất là thích cái muối này. Mình ăn với thịt bò siêu ngon luôn. Đi đến đây thì khá là vất vả, đặc biệt đó là cái đường đi gạch rất là trơn, mọi người nhớ cẩn thận. Lưu ý cái đó khi mà mình đi du lịch, nhất là các ông bà của mình, những người lớn tuổi thì nên cẩn thận, mình nghĩ là nên có một cây gậy. Và các bạn trẻ cũng vậy, nên mình nên chọn những cái giày mà đi bộ cho nó thoải mái, bởi vì cái đường khá là dốc. Giá vé tham quan Cát Cát là 150.000 nha mọi người. Chỗ mua vé ha, xong rồi soát vé mình sẽ đi xuống tận sâu ở dưới gọi là Thác Tiên Sa. Bản Cát Cát như mình tìm hiểu thêm đó là Cát Cát là từ hồi xưa theo cái tên của tiếng Pháp đó là Cascas. Thì sau này mình gọi là đây là cái bản Cát Cát. Và chủ yếu ở đây là mọi người sinh sống là người Hờ Mông. Và bây giờ mình sẽ thử uống trà. Ở đây chỉ có mấy cái loại trà rất là đặc biệt. Trà làm đẹp da nè, bổ sức khỏe nè,
rồi trà hoa, các loại trà rất là nhiều. Vinh nghĩ đang Vinh đang ở ngồi ở một trong những cái hàng mà đầy đủ đặc sản nhất ở tại Cát Cát luôn á. Xung quanh mọi người thấy là rất nhiều quà để mua. Ồ, này là mình ăn thịt bò khô. Ok, Vinh thèm này quá, phải xử luôn. Rất là sạch sẽ, trình bút ban sẽ được bắt đầu. Ngon quá. Đợt này Vinh đi thì nước suối hơi ít và có những chú ngựa đây để mọi người chụp hình, giá là 30.000. Ngựa trắng rất là đẹp ha, mọi người dễ thương lắm luôn. 30.000 nha, rồi xong rồi máy ảnh thì mình sẽ tự chụp. Thấy thấy là quang cảnh ở tại Cát Cát sẽ thay đổi theo mùa. Đợt trước thì Vinh đi nhiều nước hơn. Đợt này gần tới hè cho nên là suối rất là khô, không có nhiều nước. Nhưng mà cũng có những cái hoạt động khác đi kèm theo, giống như là cưỡi ngựa nè. Đó, rồi mọi người đến đây thì mình tham quan thưởng thức đặc sản ha, rồi tham quan nhà Trình Tường. Rồi những cái ruộng bậc thang phía bên này cũng là một trong những cái nét đẹp đặc trưng ở tại đây. Và ruộng bậc thang này thì du khách nước ngoài rất là thích. Và Sapa mình cũng đã lọt được top những nơi mà đẹp nhất trên thế giới, lọt vào rất là nhiều những cái danh sách. Đó là điều mà mình cảm thấy rất là tự hào. Và mọi người đến đây thì mình hãy dành thời gian để tham quan bản Cát Cát, cũng là một trong những cái điểm đến mà mình rất là đáng tham quan ở tại Cát Cát. Các bạn nhớ là mình xuống phố nha, rồi mình đi dạo xung quanh rất là tấp nập, và không khí rồi khung cảnh xung quanh rất là thoải mái, mình rất là thích. Mình chỉ cần đi dạo thôi, nhiều khi cũng không cần làm gì là mình thấy đủ vui rồi đó. Sau lưng Vinh là nhà thờ đá, điểm check in rất là nổi tiếng. Phía bên tay trái Vinh thôi đó là quảng trường mà nơi mọi người tụ tập. Các bạn đôi khi sẽ thấy được những điệu nhảy nè của người Sapa ở đây, những cái chợ, những cái hàng quán, đồ ăn uống, vui chơi tấp nập. Ngoài ra mình đi dọc lên các phố khắp các nẻo thì mình cũng có thể tản bộ để khám phá nhiều tiệm ăn uống. Đặc biệt thì Vinh thích đi nhậu. Lên Sapa là Vinh phải nhậu, nhậu cho xịn quắc luôn. Đợt này thì Vinh rất là enjoy Lady Hill Resort, một resort rất là mới ở tại Sapa. Và có những cái và Vinh đã có một cái đêm diễn ở tại đây cũng rất là nhiều kỷ niệm. Mà một lần nữa cảm ơn những tình cảm của mọi người ở Sapa đã dành cho Vinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của Quang Minh Passport. Chào tạm biệt.